Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Kính thưa các thầy và các sư cô, bài thứ tư của môn Thành Như Thuyết Luận đó là phá chấp về hiện tượng của các trường phái triết học tôn giáo ngoài đạo Phật. Thì trong cái bài kệ đầu tiên của Thành Như Thuyết Luận đó, thì nói về hai nhóm không có thực thể. Thứ nhất là cái tôi. Thì bài thứ ba là chúng ta đã phân tích là cái tôi là không thường hằng, cái tôi là không có thực thể, nhưng mà vẫn chịu các trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự và nhiều trách nhiệm gắn liền với con người. Và với thứ hai đó là thế giới hiện tượng, gọi chung là sự vật về hiện tượng đó cũng không có thực thể, vì nó cũng đều mang tính tổ hợp. Thì như vậy, chỉ với một cái câu kệ chỉ có 6 câu thôi, mỗi câu chỉ có 5 chữ, thì cái bản sớ giải của 10 đại luận sư đó giúp cho chúng ta có một cái nhìn đi sâu về triết học Phật giáo thông qua việc phân tích đối chiếu với các trường phái triết học Ấn Độ. Thứ nhất là phái số luận, Sanskrit gọi là Samkhya. Về khái niệm á, số lượng á, là trường phái được đặt tên trên nền tảng chủ trương rằng á, mọi sự vật hiện tượng là có bao nhiêu con số. Người sáng lập ra số lượng đó là Kapila, phiên âm trong Hán Việt đó là Kiếp Tỷ La, còn có khi được phiên âm đó là Ca Tỷ La. Dịch nghĩa đó, Kapila là huỳnh sắc, tức là màu vàng. Là tương truyền là vị sáng lập này đó được xem như là tiên nhân đắc đạo, cơ thể như là vàng ròng. Thì sau này trong Phật giáo Trung Hoa đó cũng có khuynh hướng gọi thân Phật là kim sắc thân, tức là thân có màu giống như là màu vàng. Vì màu vàng là giá trị cao quý nhất không? Chứ còn cái thời cổ người ta chưa tìm ra được kim cương, vẫn có nhưng mà người ta không có khai thác được nhiều như bây giờ. Cho nên ta vẫn lấy vàng á là cái vật để mà nói về cái sự quý giá, quý trọng. Chứ đừng có nên hiểu theo nghĩa đen là có một cái người nào mà cái nước da nó như vàng thiệt, không bao giờ có. Chủ trương của phái số luận á là thiết dị nguyên, dualism. Thì thiết dị nguyên này đó cụ thể là gì? Cho rằng á, ngã, tức là cái tôi đó, chủ yếu là ở phương diện tư duy. Sau đó gọi là chit, tức là suy nghĩ, gọi là chetana, tức là ý tưởng, hay là ý niệm, hay là móng niệm, hay là động niệm, hay là khởi niệm. Hoặc là có những cái từ khác là chai tanh gia, gọi là gia, đó là cũng đều là ý thức, nhận thức, v.v. Và dị nguyên này đó, nó gồm có hai cái yếu tố phối hợp. Yếu tố một á, là purush. Thường được dịch á, trong chữ Hán đó, là thằng ngã. Chứ gì là thiên liêng á, thì người ta thêm với chữ thằng vào. Chứ thực ra thì ở trong tiếng Sanskrit nó chẳng có cái gì là thần hết á, purush. Tức là tâm. Và dịch lâm đa đó là bản thể tâm. Yếu tố thứ hai đó, đó là prakriti. Thì nó thường được dịch đó là vật thể hay là vật chất.
là vật thể hay là vật chất, thì nó tương đương á với bên Phật giáo mình là gì? Danh và sắc. Thì Prakriti đó thì nó tương đương với là Rupa trong tiếng Sanskrit, còn Purus là nó tương đương với là Nama, tức là tâm. Còn đối với 12 mắt xứ sự sống đó, thì danh và sắc ở đây đó là gì? Cái phôi, sắc đây là cái phôi, và danh đó là gì? Cái thức mới được tái sinh. Phật giáo thường tụng bọn gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Như vậy danh và sắc á là cái phôi, và cái phôi đó là được tinh và trứng phối hợp ngay cái tích tắc mà có cái sự quan hệ giới tính giữa nam và nữ, ngay thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai. Thì lúc đó tâm thức của một người có mẫu số nghiệp tương đương đó vừa mới chết nhảy vào, nó gọi là thác sinh hay là thác thai. Thác là gá vào cái bào thai để tạo ra một cái mầm sống mới. Thì cái thức tái sinh đó được gọi là năm ma. Còn khi mà con người được trưởng thành, tức là sinh ra từ một cái cô bé hay là cậu bé, cho đến lúc trưởng thành, thì lúc đó ta không có dùng là nam ma nữa. Nam ma như vậy nó chỉ tức là giới hạn ở trong giai đoạn là cái thức tái tục, thức tái sinh ở trong lúc mà chúng ta còn trong bào thai thôi. Còn cái rupa này đó thì nó lại sử dụng cho đa diện hơn. Lúc mà là một cái phôi thì cũng gọi là rupa, rồi trở thành một cái cô cậu bé 2-3 kg ở trong bụng của người mẹ cũng là rupa, sinh ra rồi lớn lên cho đến lúc chết đó cũng gọi là rupa. Thì vậy dầu khái niệm có khác nhau giữa Phật giáo và trường phái số luận, nhưng mà ý tưởng á, mô tả thì vẫn là giống nhau. Thì cái thuyết diệu nguyên này cho rằng đó là sự sống của một cá thể, dù là con người hay là động vật hay là vạn vật, đều có hai yếu tố. Purus, thần ngã, tức là tâm. Thứ hai đó là Prakriti, tức là vật chất. Sự phối hợp của hai yếu tố thực thể này đó tạo ra 23 thực thể khác. Thì họ gọi đó là thật, tức là thật hữu đó. 23 sự thật hay là 23 cái thật hữu bao gồm đại, tức là mahat, ngã mạng hay là cái ngã đây là chủ thể nhân sinh con thứ nhất, ahamkara. Thì trong cái từ mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, thì lúc đó đó chữ ngã đó là ahamkara, tức là hơi có vẻ tự hào tự đắc. Đó là lý do mà chúng ta phải hiểu những cái câu mà được biên tập về sau, như là cái câu đó đó không phải của Đức Phật nói đâu, mà về sau người ta thêm vào để đề cao cái vai trò trí tuệ, đạo đức, giáo dục của Đức Phật. Chứ còn lúc mới sinh ra thì làm sao nói được. Và Đức Phật á, về bản chất là rất khiêm tốn. Trong 29 năm làm thái tử, cái bẩm chất của Ngài là khiêm cung. Thì không thể lúc mới sinh ra Ngài cao ngạo nói rằng là Ngài là số 1 được. Thì Ahamkara là chủ thể ngôi 1 ha. Và từ cái ngã mạng này đó, nó mới phát sinh ra 16 cái thứ khác, gồm có căn, tức là 11 căn. Phật giáo mình có 6 giác quan thôi, thì ở bên đây nó chủ trương là 11 giác quan. Rồi 5 duy. 5 duy tức là cái duy nhất á. Rồi từ 5 duy này đó mới phát sinh ra là 5 đại Mahabhutani. Thì đại đây có nghĩa là yếu tố phổ quát. Thì cái chữ chữ Hán á, chữ đại nó rất là tối nghĩa. Tại vì vậy nó dịch tắt của chữ Maha thôi. Maha là lớn. Rồi Bhutani đó có nghĩa là phổ quát. Thế bây giờ khi mà dịch ra chữ Hán, người ta bỏ đi cái tính từ sau, ta chỉ giữ lại cái phần đầu thôi. Cho nên khi nói là tứ đại thì ai hiểu là gì, là bốn lớn. Cái đó là sao gọi là lớn được? Bốn yếu tố phổ quát. Tại vì đất nước với lửa đâu cũng có. Trong đất có nước, trong đất cũng có nhiệt, trong đất cũng có sự vận động tức là gió, trong đất có sự âm thấp tức là nước. Cái quy trình tương tác nó phức tạp lắm. Cho nên là khi tôi dịch kinh điển thì tất cả những cái từ này tôi đều Việt hóa cho dễ hiểu hết, nó hơi dài chút xíu. Thì đó là bốn đại,
thân thể được cấu tạo bằng bốn đại thì phải nói là thân thể được cấu tạo bằng bốn yếu tố phổ quát. Hoặc là gọn hơn là thân thể được tạo ra bởi đất, nước, lửa, gió. Thì trong năm yếu tố phổ quát này đó, có một nguyên lý là bản chất của tự tánh tạo ra các cái biểu hiện gồm có năm đại và 11 căn, 11 giác quan. Vì được sinh từ cái khác chứ không tự thân tạo ra bản chất của chính mình. Đã. Số lượng cho rằng đó, bản chất của tâm, tức là Purus, thần ngã đó, không phải là cái gốc, nhưng mà cũng không phải là cái gọi là biến dịch hay là thay đổi. Tức là họ tự mâu thuẫn. Tại vì tại sao mà không gọi là cái gốc? Là bởi vì họ nói là nó được hình thành bởi hai yếu tố, nhưng mà nó cho là tâm là gốc đó, thì yếu tố kia bị phủ định. Và thần ngã cũng không bị thay đổi, tức là thuộc hàng bất biến. Mà trên thực tế có ai thuộc hàng bất biến đâu. Tất cả những người chủ trương này cũng chết. Trước khi chết thì họ đều trải qua là sinh, là lớn lên, là già, là bệnh. Nhưng mà họ vẫn nói cái tâm đó là bất biến. À, khi có người già tâm lú lẫn, đó là quy luật. Còn người nào không lú lẫn thì tâm trở nên hồn nhiên, giống như một cô bé, một cậu bé, hồn nhiên thôi. Chứ không có lanh lẹ như là ở tuổi thanh xuân, không có thông thái như là ở tuổi trưởng thành. Như vậy là cái tâm thức nó cũng có thay đổi đó chứ. Thay đổi tùy thuộc vào cái điều kiện sức khỏe của não và cơ thể này. Nhưng mà tại sao mà các nhà triết học Ấn Độ lại cho rằng là tâm thức nó không thay đổi? Về tổng thể đó thì nó tạo ra đến tất cả là 25 nguyên lý. Từ đó phát sinh ra mọi sự hiện tượng. Nhưng mà tôi tóm tắt này thôi, chứ còn cái này đó họ thấy số lượng có chừng đó thôi, họ ra thành một quyển sách 300-400 trang à. Để phản biện là quan điểm của số luận thì các luận sư của tông Du Già, mặc dù nó rất là gọn, tôi phân tích rộng thêm. Hình ảnh thứ nhất giống như là một đoàn quân. Về quân đội thì tôi không rành lắm. Tiểu đội nghe nói như là 12 người, rồi trung đội là bao nhiêu, rồi đại đội là bao nhiêu, rồi trung đoàn là bao nhiêu đó, cái số lượng đó nó hơi phức tạp. Giờ chúng ta chỉ nhớ chung nó khái niệm là đoàn quân đi. Đoàn quân á, thì nó là một tổng hợp của nhiều binh sĩ và sĩ quan. Mặc dù á, đơn vị đó là một đoàn quân, nhưng mà trong cái số đó là nó nhiều con người. Giống như nhà tôi đó, cha mẹ xui ta sinh ra là 11 anh em, tôi là đứng thứ 8, thiếu một người nữa là một tiểu đội. Nha. Như giờ khi đó là một gia đình của thầy Nhật Từ thì chúng ta tưởng tượng là một con số 1 thôi. Nhưng mà trong cái gia đình đó gồm 11 thành viên, là con cộng với là cha và mẹ nữa thành là 13. Cho nên chi tiết qua ra là 13, còn á, cá thể hóa nó ra là một gia đình. Tương tự hình ảnh thứ hai là đám rừng. Học viện cơ sở Lê Minh Xuân đó được bao bọc bởi các rừng, rừng tràm ở nông trường Lê Minh Xuân. Thì năm 2015 tôi nhận trách nhiệm là khai khẩn ở chỗ đây để làm thế nào thúc đẩy cho cái mùa nhập hạ, tức là nội trú đầu tiên vào 2016 là phải khai khẩn nhà để nó xây lên. Nhưng mà cây ở đây quý vị trống trơn, đâu có gì đâu, phải trồng. Tất cả những cái cây mà quý vị thấy đó là tôi đều mua và đem về trồng. Đó. Đang khi cái xung quanh là có sẵn rồi nha, mình nhìn thấy đi. Thì á, đứng từ ở trên trên trực thăng đó, hay là máy bay quý vị nhìn xuống, hoặc là dùng cái webcam để mình chụp xuống, quay xuống á, thì chúng ta sẽ thấy là một mảng xanh. Đơn vị đó là một mảng hay là một đám rừng. Nhưng mà trên thực tế nó được kết nối bởi gì? Hàng ngàn cây, hàng vạn cây. Cái nguồn xung quanh đây nè, hàng vạn cây. Còn riêng ở tại học viện này cũng phải là vài trăm cây. Như vậy, bằng hai hình ảnh này đó, các nhà Du Già sử dụng để mô tả cái mà
những nhà số lượng gọi là thân và tâm, thần ngã và vật chất, thực ra đó nó là cái tổ hợp của những yếu tố, của những cái cá thể đó gộp lại thôi. Và do vậy cái gì đó nó được hình thành bởi nhiều yếu tố, bởi nhiều duyên, chúng ta không thể nhận thức bằng trực giác. Trực giác đó là nhận thức bằng trực quan á, nhìn liền. Nhìn liền thì chúng ta sẽ nhận thức sai. Ví dụ như từ trên số một mảng xanh, nhưng mà thực ra đó khi mà mình đi xuống mặt đất, đi từ gốc cây A sang gốc cây B, chúng ta thấy có cái khoảng trống, chứ đâu phải là một khối đâu. Còn khi tôi trồng ở nội viện này thì tôi đưa ra cái mặc định khoảng cách giữa cây A và cây B 6 mét, tức là làm theo hình caro đấy. Rồi giữa 6 mét đó, ngay cái tim đó, thì mình làm có một cái cây chính giữa. Như vậy nếu mà đứng theo cái cạnh đường quyền thì mỗi cây cách nhau 3 mét, còn đứng theo cái đường dọc thì nó là cách nhau 6 mét. Tôi dùng chỉ hay sợi dây căng ra và lấy mấy cái cục đá làm cái điểm, với lại mấy cục gạch đỏ làm cái điểm để trồng, nên nó ngân ngài thẳng lối. Nhưng mà nhưng ở trên trời xuống thì quý vị sẽ thấy là gì, là một mảng xanh thôi, làm cho chúng ta bị ngộ nhận. Như vậy trực quan là cái nhìn trực tiếp giới hạn bởi tầm nhìn của con mắt. Tầm nhìn của con mắt này còn có là gì, viễn thị, cận thị, loạn thị, thị lực kém. Như tôi là vừa viễn và vừa cận. Để nhìn gần á, thì tôi phải dùng cái kiến viễn thị. Để nhìn xa thì tôi phải dùng cái kiến cận thị. Tôi đi đâu phải mang hai cái kiến là vậy. Nếu cái tuổi nó bị rơi vào cả hai thứ như thế. Lúc đầu chỉ có cận thị thôi, bây giờ nó qua đến viễn thị. Sau này không biết là nó có hết cận thị hay không thì chưa biết. Thì về cái trực giác của người bị lệ thuộc vào cái sức khỏe của con mắt, rồi điều kiện ánh sáng, điều kiện không gian và nhiều cái điều kiện khác, cho nên không chuẩn. Do đó đó, để thấy được cái tính tổ hợp của mọi sự hiện tượng á, chúng ta phải dùng đến suy luận. Đó là tỷ lượng. Tỷ lượng là nhận thức suy luận. Nó gọi là loại suy trong triết học hiện đại. Lý luận thứ hai để mà phủ định là thuyết số lượng đó, đó là nếu mọi sự vật hiện tượng là có thật thì chúng phải là cái sự vật ở trong bản thể của chính nó, không phải là hợp thành của những yếu tố khác. Đang cái số luận á, thì cho rằng là mỗi một hiện thực á, hay là mỗi một sự vật đó được hình thành với ba đức tri guna. Chữ đức ở đây đó, đừng có hiểu đó là đức độ hay là đức tính hay là phẩm chất này nha. Chữ guna đây là gì? Đặc điểm và tính chất, hay là tính chất hay là đặc tính. Cho nên khi dịch kinh Pháp Hoa đó, trong tiếng Sanskrit thấy guna này được cái gì là công đức, và nhiều bản dịch cái gì là công đức thôi. 1200 công đức của mắt, 1200 công đức lỗ tai, 1200 công đức của lỗ mũi. Tụng kinh Pháp Hoa có đến 7200 công đức lần. Thực ra đó cái ngữ nghĩa Sanskrit là khác hoàn toàn. Mặc dù guna ở ngữ cảnh phước báo đó là công đức, ở ngữ cảnh còn lại nó là đặc điểm hay tính chất đó. Thì tam đức ở đây đó là ba đặc điểm hay là ba tính chất hay là ba đặc tính. Như vậy khi mà chúng ta giác ngộ được, thâm nhập được kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta phát huy được những cái đặc điểm của giác quan, ý là vậy. Chứ phải là có được 7200 công đức của 6 giác quan. Hai cái ngữ đó là khác nhau trời và vật. Thì ba đặc điểm này đó, nó được gọi là ba yếu tính ở trong tự tánh của vật chất. Prakriti là vật chất. Thì bao gồm Sata, phiên âm là tác đỏ, đó là đây là hữu tình ha. Còn được dịch là dũng kiện hay là hỷ, thì mấy cái dịch này nó sai nghĩa hết à. Tại vì Sata đây đó là hữu tình thôi. Thứ hai á là Rajas, phiên âm là lạc xà, thì nó có cái nghĩa là vi tế, nó nhỏ nhất mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, giống như là hạt bụi.
Hạt bụi á, khi mà nó có cái tư phản ánh sáng đó, thì chúng ta nhận ra. Ví dụ như là cái lỗ nhà bị dột đi, ánh sáng mặt trời nó xuyên qua vào buổi sáng hay buổi trưa, chúng ta đang ở trong nhà, chúng ta nhìn, đóng cửa lại hết nha, thì trong nhà nó tối, thì cái lỗ xuyên ánh sáng đó thông qua nó sẽ làm cho chúng ta thấy là gì, ở trên cái lỗ ánh sáng đó đó nó tạo thành một cái đường huyền ở trong nhà của mình, thì bụi đó, nó cuộn chúng ta thấy. Và yếu tố thứ ba đó là tamas, phiên âm đó là đáp ma, thì đây là yếu tố ám độn. Thì dựa vào yếu tố này ta mới nói là tại sao á con người bị ám độn, có người thông minh, có người không thông minh là vì yếu tố tamas này là nhiều hay là ít. Thì ba cái đặc điểm này là tượng trưng cho yếu tố nhiễm, yếu tố thô, yếu tố đen. Và được biểu tượng hóa qua màu á là màu vàng, màu đỏ, màu đen. Thì do tỷ lệ của ba yếu tố này nó khác nhau mà xuất hiện ra các yếu tố khác nhau. Cách lý giải này nó nghe nó rất là mông lung, nhưng mà những người theo triết lý này người ta thích dữ lắm. Còn phản biện của các luận sư tông du già đó, đó là theo Phật giáo, ba đặc điểm vừa nêu đó đều biến dịch thường xuyên, không thường hằng. Nếu ba yếu tố đó là không thường hằng thì nó chuyển biến khắp mọi nơi, ở nơi này cũng vậy, ở nơi khác cũng thế, cho nên đó là nó không có hiện tượng dị biệt ngoại lệ. Và do đó cho rằng là có một cái tự ngã ở trong cái chủ thể dị nguyên đó là không thể chấp nhận được. Lập luận thứ hai đó là nếu thể và tướng của ba đặc tính đều là dị biệt thì làm sao chúng ta nhìn thấy được chúng là hòa hiệp nhau ở trong một cơ thể vật chất để tạo thành là một đặc điểm hay là một tướng trạng. Vì tư thể đó là vẫn không gì biệt với chính nó trước khi nó chưa hòa hợp. Cho nên là kết luận lại rằng là ba đặc điểm này đó không thể được xem là thượng còn. Nếu ba đặc điểm đó là một sự hợp thành của ba yếu tố thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là không có sự sai biệt giữa yếu tố này với yếu tố kia. Thế thì sẽ không có sự khai biệt giữa quả và nhân, hay là nhân và quả, hay là giữa các cái tư duy, rồi các yếu tố phổ quát, cũng như là các giác quan. Theo đó thì các nhà luận sư của Duy Thức Tông phân tích rất là chi tiết. Và cái phân tích này cũng rất là khó hiểu. Nó dựa vào cái học thuyết của số luận để đi đến cái kết luận rằng đó là chủ trương thường hằng của nhị nguyên theo các triết gia của số luận là không thể thành lập được. Vì cái tôi được định nghĩa là gồm có hai nhóm, nhóm thần ngã và nhóm vật chất. Và cái này đó, cả hai nhóm này đều được chủ trương là thường hằng bất biến, đang khi đó về bản chất á thì chúng biến chuyển. Từ đó kết luận lại quan điểm mọi sự vật là thực hữu, chỉ là hiện hữu ở trên suy diễn bởi tưởng tượng của từng cá nhân thôi, chứ còn trên thực tế thì nó thay đổi liên tục từ hình thể này sang hình thể khác, nhưng mà tổng thể năng lượng của chúng thì vẫn là đồng nhất. Về khái niệm, phái này chủ trương mọi sự vật hiện tượng trên thế giới này đó chỉ tồn tại trong 6 phạm trù thôi. Chữ Hán dịch đó là lục cú luận. Luận là chủ trương hay là học thuyết. Chữ cú á có nghĩa tương đương với phạm trù trong triết học hiện đại, chứ đừng có dịch nghĩa là câu á. Nghĩa câu trở thành là lạc quẻ. Lục là số 6. Và 6 phạm trù mô tả về thế giới hiện tượng đó là số 1, vượt trội, không có cái gì hơn, cho nên gọi là thắng. Và nghĩa thứ hai đó, sở dĩ thắng luận được đặt tên là bởi vì đó người ta cho rằng là
Người sáng lập ra trường phái này là nhân vật số 1, thắng nhân, tức là không có ai hơn được về trí tuệ. Cho nên học thuyết của thắng nhân thì được gọi là thắng luật. Đó là hai cách lý giải về cái nguồn gốc tại sao trường phái này có tên là trường phái số 1. Về chủ trương thì phái thắng luận dựa vào tác phẩm nồng cốt là Vaisheshika Sutra. Sutra đây là kinh ha, chứ không phải Phật giáo là tôn giáo duy nhất sử dụng sutra là kinh đâu. Tất cả các phái triết học tôn giáo Ấn Độ đều có chủ trương giống nhau, nhưng mà nội dung của kinh đó là khác nhau. Khái niệm mà người Trung Quốc dịch là cú, trong tiếng Sanskrit là Paratha, thì trong triết học hiện đại nó gọi là phạm trù. Thì theo Phật giáo đó, mỗi phạm trù đều không có thực tính. Nhưng mà các nhà thắng luận thì cho rằng là phạm trù nào thì có đặc tính của phạm trù đó, có đức tính phạm trù đó, và được nhận thức bằng hiện lượng, tức là chúng ta có thể đánh giá bằng trực quan. Sáu phạm trù đó là cái gì? Thứ nhất là thực thể Davija. Thứ hai là tính chất Guna. Thứ ba là hành động hay là hoạt dụng Kama. Thứ tư là tính chất giống nhau Sammanya. Thứ sáu là những điểm dị biệt Satya. Và thứ sáu là sự hòa hợp Sammavaya. Tức là mỗi một cái thực thể ở trong thế giới hiện tượng này nó đều có sáu cái phạm trù, tức là sáu đặc điểm như thế này. Cho nó ví dụ đi, cái dụng cụ này đó, tức là nó gọi là remote control, tiếng Việt mình nói đơn giản là dụng cụ điều khiển, máy lạnh, TV, rồi máy chiếu, vân vân. Thì trước nhất cái thực thể của nó là cái gì? Nó có một cái hình thù hình chữ nhật, cho nên nó có các con số, các cái dấu hiệu, trong đó có pin và có con chip điện tử. Bấm trên các dấu hiệu này, các con số này á, thì chúng ta điều khiển được chương trình. Thì cái đó tự thân cái đó được gọi là một thực thể. Guna nó là cái gì? Tính năng đó là điều khiển chương trình, hoặc là mở máy lạnh, mở quạt máy, mở máy chiếu, mở tivi. Hoạt dụng của nó là gì? Là điều khiển, tức là Kama. Đồng dạng của nó là gì? Là vì cái này đó được cấu trúc gần gần giống giống ha, với các cái bộ điều khiển khác. Ví dụ máy điều khiển máy lạnh thì nó nhỏ, nó gọn hơn. Điều khiển tivi thì nó nhỏ hơn nữa. Có nhiều cái máy điều khiển nó nhỏ xíu như thế này, nhưng mà cái hệ vận hành của nó về bản chất là giống nhau. Người ta gọi là thực toán, hệ thực toán của nó là giống nhau. Thì đó là tính chất là người ta gọi là tương đồng. Rồi cái khác của nó, bản chất của sự vật nào nó cũng có cái khác với những cái sự vật khác. Dĩ nhiên là cái dụng cụ điều khiển này nó phải khác với cục phấn. Cục phấn là để viết chữ, viết ký hiệu, giảng dạy, rồi giải thích, rồi truyền thông, giúp cho người ta hiểu được vấn đề trừu tượng. Như vậy tự thân của mỗi sự vật nó phải có khác với những cái khác. Và cuối cùng mặc dù có giống có khác, nó vẫn có yếu tố hòa hợp. Và ở đây tức là nó tương tác dung hòa với những cái khác. Thì trong phòng này, cái bàn thì khác với cái ghế, cái ghế cái bàn thì khác với cái quạt máy, cái quạt máy bàn ghế thì khác với cái sàn nhà, bàn ghế quạt máy sàn nhà là khác với cái trần nhà. Nhưng mà vẫn có thể đặt chung trong một cái không gian của lớp học, thì cái đó tôi gọi là hòa hợp. Và đây là chủ trương của thắng luận. Thì từ chủ trương này đó,
các bản sớ giải của các nhà triết gia thắng luận về sau, chẳng hạn như là tác phẩm Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận, thì đưa ra 10 phạm trù, tức là giữ lại 6 phạm trù đầu, bổ sung thêm 4 phạm trù sau, gồm thứ 7 là sắc ti, tức là hữu năng, tức là nó có cái tính năng. Thì cái tính năng này thực ra đó là nó trùng lại với cái phạm trù K3, tức là hoạt dụng, hoạt dụng hay là nghiệp. Nghiệp tức là cái hành vi, ha, cái tác dụng. Còn khi chúng ta dùng chữ dụng á thì nó sẽ rõ nghĩa hơn. Còn A Kati đó được dịch là vô năng. Hữu năng là có cái tính năng, còn cái vô năng là không có tính năng, tức là cái tính phủ định của Kama thôi. Thì trong Kama nó cũng có là Akama. Akama tức là không có hoạt dụng, không có hoạt động. Thì chính là câu phần Sasya thì còn được dịch thỉnh thoảng là tương tự. Thì cái này đó, tương tự thì nó tùy theo cái cách. Vì cái nào là tương tự, người ta thích thì đó là gần giống, ha, còn không thích thì gọi là khác. Tiếc nuối thì đó là gần được, còn không tiếc nuối thì đó là sai. Ví dụ như là mình là mua cái vé số độc đắc đi, có con số trật, rồi đó là suýt nữa là tôi trúng số độc đắc. Ở trong toán học mà không có là gần trúng, hoặc là trúng hoặc là sai. Gần trúng được xem là sai. Còn trong cái cảm xúc và tâm lý á, thì người ta được quyền nói theo cái dạng tiếc nuối. Suýt nữa là tôi trúng độc đắc rồi, suýt nữa là tôi giàu to rồi. Đó. Thì như vậy cái câu phần này đó, nó có ý nghĩa là dung hòa hoặc là tổng hợp giữa cái đồng và cái dị. Và yếu tố thứ 10 là vô thể, abhava, dịch vô thuyết thì nó không có rõ nghĩa. Phava đó là hữu, hiện hữu. Thí dụ trung hữu thì cũng là phava này, hữu thể hay là tồn tại. Còn Afawa đó là vô thể, tức là nó không có cái hữu thể tồn tại. Thì cái đó là đối lập lại với cái thực thể. Như vậy khi mở rộng mỗi sự vật hiện tượng có 6 phạm trù thành là 10 phạm trù, trên thực tế thì cũng không có thêm cái gì mới. Một số cái nó trùng nghĩa lại ở cái góc độ này hoặc là góc độ khác mà thôi. Phản biện thì các nhà Du Già Tông cho rằng học thuyết sấn luận là có vấn đề. Thứ nhất á, là trong 10 phạm trù hay phát triển về sau, hoặc là 6 phạm trù đầu, gọi gọn lại là đồng dị hòa hợp hữu năng vô năng câu phần, ha, vân vân. Thì chúng ta thấy đó, ha, là các yếu tố như là thực đức vô thuyết, một phần thường một phần vô thường á, là nó trùng lại với 6 phạm trù đầu. Học thuyết mà đưa ra đó, cái sau nó trùng lại với cái đầu đó, đó là người chủ trương không vững. Rồi từ chỗ đó thì các nhà Du Già cho rằng đó là những người chủ trương thắng luận này thật sự là không có trí tuệ. Nếu có trí tuệ thì không bị rơi vào cái lẩm cẩm, nó trùng lặp lại những thứ mà mình nói trên. Phạm biệt thứ hai, nếu 6 phạm trù này hay là 10 phạm trù được mở rộng là thường hằng thì chúng phải có khả năng sinh ra cái kết quả, và cái kết quả được sinh ra đó trên thực tế đó đều là vô thường, tức là bị biến dịch vì có những cái tác dụng. Quả được sinh ra, quả lớn lên, quả chín mùi, quả chín rục, quả bị hư thối. Thì trong hư thối đó bắt đầu nó có cái sự tiến trình đó là quá sinh, như là dồi vân vân nha. Bất cứ cái gì cũng vậy, nếu quý vị mà không có dùng hóa chất để giữ nó nha, để nó tự nhiên thôi, là nước ép trái cây, để tùy theo loại, có loại là vài tiếng, loại vài ngày là nó bị phân hủy do oxy hóa, tác dụng hóa học đó. Mà nếu như không sinh ra quả thì 6 thực thể 10 thực thể này sẽ không được gọi là có tự tánh thực hữu,
Và do đó nó trở thành như là lông rồi sừng thỏ. Thì bằng cách này đó thì các nhà du già phủ định quan điểm của thắng luận rằng đó sáu thực thể đó cho là thường còn là sai, vì mọi sự hiện tượng được chứng minh đó là biến dịch và vô thường. Trong trường hợp các nhà thắng luận cho rằng là các phạm trù này đó là vô thường vì chúng có chất ngại, thì trong chữ Hán gì là chất ngại, trong tiếng Anh á, và vì triết học nó gọi là extension, dịch thuật ngữ chuyên môn đó là ngoại duyên, ngoại duyên, duyên đó là biểu đạt ra, giãn nở ra, hay là có chiếm một cái không gian, ngoại là bên ngoài, ngoại duyên đó là cái phần chiếm không gian ở bên ngoài, tức là cái cơ thể của tôi đó là cao 1m5, thì ngoại duyên của tôi là 1m5, còn thầy nào có phước tướng là cao 1m8 thì ngoại duyên đó là 1m8. Còn mấy sư cô thì thường là thon gọn hơn, thì cái ngoại duyên nó gọn hơn, đỡ tốn giải. Như vậy đó, tất cả mọi vật thể đều có ngoại duyên, hay gọi đơn giản là chất ngại, tức là nó có một cái vật thể nhất định, cái vật thể đó nó chiếm một cái không gian nhất định, mà hãy là vật thể thì nó có sự chướng ngại thôi. Tôi nói ví dụ như giờ trong phòng này đặt 3 cái dãy bàn, và may mắn là giữa ba dãy bàn này chúng ta có 2 cái khoảng trống để đi. Còn nếu như mà quý vị đặt khích 3 cái dãy bàn này lại thì đâu có còn chỗ để đi chính giữa đâu, thì bản chất của mọi cái bàn đó là trở thành một vật trở ngại. Mình đi là mình sẽ đụng đó, mình đi phải tránh nó mà không là đụng. Cho nên người Trung Quốc dịch là chất ngại. Còn triết học có gọi là gì? Ngoại duyên. Thì tất cả các vật thể và yếu tố tạo ra chướng ngại thì nó phải có phương phần. Phương là phương hướng, phần là vị trí. Tức là đặt nó vô phải có một cái phương hướng và vị trí trong cái tương quan của nó. Và nó do đó có thể bị phân tích. Nhưng mà trên thực tế đó thì nó đều là vô thường. Và các nhà du già lại lấy lại 2 cái hình ảnh như là đoàn quân, như là cái khu rừng, để phân tích rằng đó 6 cái thực thể này đó nha, trên thực tế là vô thường. Như vậy, khi chúng ta chủ trương học thuyết dị nguyên là thường hằng, mà đang khi các yếu tố hình thành ra nó là vô thường, thì học thuyết đó về bản chất là có vấn đề, nên nó không đứng vững. Vấn đề thứ 3, đó là trường phái Đại Tự Tại Thiên, gọi tắt là Tự Tại Thiên, Mahasava. Về chủ trương á, thì các triết gia tôn giáo của phái này cho rằng đó có một đấng chúa tể tạm gọi là Đại Tự Tại Thiên, tức là trời Đại Tự Tại. Đại Tự Tại là gì? Cái là mình sanh ra được mọi thứ, rồi con người dặn dặt như không có cái gì sanh ra được mình. Tự chạy đây có nghĩa là tự chủ, tự chủ về vấn đề sinh ra, tức là tự mình sinh ra mình. Cái này rất là vô lý không ạ? Và vì đó là yếu tố tự chủ, tự sinh ra, cho nên nó trở nên là thường hằng. Mình tự sinh ra mình được thì mình tự duy trì mình được. Và có yếu tố phổ quát, tức là nó tồn tại khắp mọi nơi. Rồi từ đó đó sinh ra mọi sự hiện tượng. Về ngoại duyên thì thân thể của Đại Tự Tại Thiên đó lớn bằng như là hư không. Tức là có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ, chỗ nào cũng có, tức là tồn tại trong mọi sự vật, nhưng không có chỗ cư trú riêng biệt, chỗ nào cũng tồn tại hết á. Nói chung á, thì đây là không phải là quan điểm duy nhất đâu. Tất cả các tôn giáo nhất thần và đa thần đều có quan điểm chung rằng là Thượng Đế đáng sáng thế đó đều có 3 đặc điểm. Thứ nhất á, là đấng toàn năng. Toàn năng nghĩa là gì? Làm được tất cả mọi thứ bao gồm sự tạo dựng thế giới. Thứ hai đó là đấng toàn bi, tức là có tình thương đối với vạn loại. Và thứ ba là toàn trí, tức là thấy biết hết tất cả.
Thì vậy là yếu tố toàn năng, toàn bi tiền trí đó đó đặt trên nền tảng là gì? Vì Thượng Đế có mặt khắp không gian trong từng mọi sự vật hiện tượng. Tôi nói ví dụ như là trên quả địa cầu này á, mình có lấy một cái số mặt mặt ước đi nha, mình có tất cả là 5.000 tỷ các vật dụng, các sự vật, 5.000 tỷ đi nha. Thì Thượng Đế tự tại thiên tồn tại trong 5.000 tỷ sự vật đó, không có cái vật gì mà không có sự tồn tại của Thượng Đế trong đó. Cho nên Thượng Đế phải biết hết tất cả mọi thứ, Thượng Đế phải có năng lực ở mọi thứ rồi. Đó là sự tưởng tượng này. Thì theo Đại Tự Tại Thiên Giáo đó, Thượng Đế đó, ở trong chữ Hán dịch đó là thần thôi, gồm có 3 phần. Thứ nhất á là Narayan, phiên âm là Na La Diên. Thứ hai đó là Phạm Thiên, tức là Chúa Trời. Narayan á là quá thân để cứu độ. Và yếu tố thứ ba đó là Ma Hê Thủ La, tức là Chúa của quả đất này. Thì Thượng Đế theo tôn giáo Đại Tự Tại Thiên á, vừa là sinh ra con người, vừa là hóa thân để cứu độ cho con người, và vừa là chủ của cái quả địa cầu này. Cho nên ta phải thờ Thượng Đế. Và Thượng Đế là nhất quyền, là yếu tố nguyên ủy, là yếu tố đầu tiên. Tôi nhớ đây còn chủ trương rằng đó, trong ba cõi thì tất cả mọi sự vật, dầu là có mạng sống hay không có mạng sống, đều do Chúa cõi đất, tức là Ma Hê Thủ La sinh ra. Từ thân của Chúa cõi đất này thì nó có những cái biểu hiện như sau. Hư không là đầu của Chúa cõi đất, thân là đất, nước tiểu của thần tự tại thiên này đó là nước ở trên quả địa cầu. Phân của thần đại tự tại thiên này đó tạo thành là núi và đồi, tức là cái phần phóng uế của ông thần này đó tạo ra núi đồi. Còn ruột của ông thần tự tại thiên này đó thì tạo ra các cái khoảng là lỗ hổng vậy nè, lỗ trũng. Các cái khoảng trũng này này. Còn mạng sống của thần tự tại thiên này là gió, hơi ấm của thần này đó là lửa, các hoạt dụng của thần này đó là tội và phước. Cho nên đó, thần đại tự tại thiên được xem là nguyên nhân của sự sống và nguyên nhân của sự chết, nguyên nhân của hình thành này, nguyên nhân của kết thúc. Tất cả đều do sự an bài và sắp đặt của trời đại tự tại thiên. Để tôi xin nói thêm cái này chút. Yếu tố hóa thân Narayan này nè, thì bây giờ các trường phái của tôn giáo Ấn Độ hiện đại đó rất là khô, họ liệt Đức Phật Thích Ca đó là Narayan, là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu. Thằng Vishnu, quá thằng thứ 9 của thằng Vishnu. Mà Vishnu là như chúng ta biết rồi, đó là phương diện duy trì bảo vệ sự sống của con người vạn vật bởi Thượng Đế. Như vậy cái thông điệp ẩn chứa đằng sau cái học thuyết Narayan này đó của các nhà đạo sĩ Bà La Môn, đó là thay vì quý vị đi theo Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật Thích Ca là quá thân duy trì mạng sống của con người của Bà La Môn giáo, thì tại sao quý vị không đi theo đạo Bà La Môn gốc? Hay nói cái khác, đạo Phật chỉ là một nhánh phái của đạo Bà La Môn, nằm ở chỗ đó đó. Cho nên đó, trong các đền thờ Bà La Môn người ta có thờ Phật Thích Ca. Và đó là cái chính sách cải đạo rất tinh vi. Rồi, cái thứ hai nữa,
Vì Phật Thích Ca đó là một Narayan của Vishnu, cho nên đó, chỗ nào thờ Phật Thích Ca đó thì họ được quyền thờ Phạm Thiên. Mà cụ thể là gì? Cái dương vật của Phạm Thiên dưới hình thức là một cái trụ đá tròn. À, thì trong cái giai đoạn Hồi giáo tàn phá Phật giáo cuối thế kỷ 12 cho đến thế kỷ thứ 19, tất cả các Phật tính chính và phụ của Phật giáo đều có các hình thức dương vật của Thượng Đế, biểu tượng sự hiện hữu của Thượng Đế, họ thờ cho nó hết. Như vậy bất cứ ai là Phật tử hay không là Phật tử, do kính ngưỡng Đức Phật hay là do thắc mắc hay là do tò mò muốn đến cái Phật tích này nọ, thì khi chiêm bái Phật thì tự động là chiêm bái luôn đạo Bà La Môn. Trải qua quá trình tranh đấu hơn cả 100 năm từ phong trào kết tăng của Phật giáo do Dhammapala Pháp Hộ khởi xướng, thông qua việc lập cái hội Đại Giác Ngộ Mahabodhi Society, thì bây giờ đó chỉ còn là một vài chỗ còn có dương vật của Thượng Đế thờ ở trong các cái di tích Phật giáo thôi. Ví dụ như là hang khổ động, hang khổ hạnh của Phật Thích Ca. Thì nói cái này đâu có thờ tháp Phật gì đâu. Cho nên là vô trong hang đó là có một cái anh theo đạo Bà La Môn, anh ngồi đó anh thờ cái dương vật. Mà không cách nào để mà mở ra được. Anh được bảo kê bởi chính quyền địa phương. Chia ra, tại vì tại vô đó tôi thường tôi cúng tiền tín ngưỡng, mà đi tới đâu tôi cúng tới đó. Thì như vậy anh hốt được tiền đó, anh chia cho mấy cái anh mà quản lý khu vực á, công an khu vực á. Là Phật giáo mình là bó tay, mặc dù ở chỗ đó có cái chùa có Tây Tạng giữ, nhưng mà mấy sư Tây Tạng cũng không cách nào mà mà này ra được, vì lớn mớ là đổ máu. Nên là từ năm 94 á, tôi đi lần đầu cho đến bây giờ, mỗi lần tới đó lúc nào cũng thấy cái dương vật ở trong cái hang khổ động của Phật giáo, mình thấy khó chịu lắm, nhưng mà cũng đành chịu thôi. Đấy. Nên là cái học thuyết mà quá thân này đó, Narayan này nó rất là phức tạp, và đó là một cách cải đạo Phật tử theo đạo Bà La Môn. Về phản biện thì các nhà Du Già Tông đó đưa ra lý luận như thế này: cái gì được sinh ra, cái đó không thể là thường hằng. Cái gì không thường còn vĩnh viễn, cái ấy không được xem là yếu tố phổ biến. Cái gì không phổ biến, cái đó không là định lý chân thật. Nó là có giới hạn. Chân lý nó phải là đúng ở mọi trường hợp. Phổ biến là phải có mặt khắp mọi nơi. Đây là một lý luận rất là hay. Tức là dùng cái phương pháp là gậy ông đập lưng ông, lấy quan điểm học thuyết thường hằng của Đại Tự Tại Thiên để lập luận và chứng minh rằng là học thuyết đó là sai. Trên nền tảng đó là mọi yếu tố đều là vô thường. Nếu Đại Tự Tại Thiên là đáng sáng thế, tạm chấp nhận như thế đi, thì sáng thế này là vô thường. Mà vô thường là mất đi là do bị hoại diệt. Mà hễ đáng sáng thế bị hoại diệt thì gọi đáng sáng thế là quy đầu tiên thì không trúng. Lý luận thứ hai: nếu tự thể của Chúa Trời Đại Tự Tại Thiên là thường hằng và phổ biến á, thì trong tự thể đó phải có đầy đủ tất cả các công năng. Vì là đầy đủ các công năng cho nên là mọi thứ công năng trên vũ trụ này nó phải gọi là khởi phát cùng một lúc, tồn tại cùng một lúc. Mà cái gì mà khởi phát một lúc, tồn tại một lúc là cái gì? Nó xung đột nhau, nó loại trừ nhau, làm sao mà tồn tại được? Lửa và nước nó phải tồn tại ở hai chỗ khác nhau. Ngoài trừ một số cái điều kiện đặc biệt, tôi nói ví dụ như là nhạt nước đi, thì nó có những cái màn á là lửa bắn lên từ ở dưới nước. Thì đó là dưới đó quý vị thấy là có những cái ống đồng không bị rỉ sét. Và ống đồng này nó được nối kết với lại là những cái hố ga. Và nó có một cái con chip điện tử để điều khiển và vận hành. Thì theo cái công thức thuật toán được làm đó nha, đúng là bao nhiêu phút bao nhiêu giây đó thì lửa nó sẽ bắn lên từ ở dưới nước. Chứ đừng có nghĩ rằng là từ ở dưới nước
lửa tự động nó cháy lên, làm sao cháy được? Nước thì dập tắt lửa, lửa thì làm nước bị bốc hơi. Hai cái này không thể là cộng đồng với nhau được, ở chung trong một cái sự vật được. Nhưng mà ở đây ta nói là trời đại tự tại thiên là có đủ mọi năng lực làm được tất cả mọi thứ. Cho nên đó là các cái năng lực đó, các cái tính năng đó nó tồn tại cùng một lúc, nó xuất hiện một lúc thì nó tự động nó tiêu diệt lẫn nhau. Mà tiêu diệt nhau thì cái thực thể của Thượng Đế làm sao tồn tại được? Nó tự quy diệt chính đó này. Và cái này đó là sự mâu thuẫn. Và học thuyết nào đặt trên nền tảng của sự mâu thuẫn, học thuyết đó không thể thành lập thuyết phục được. Phật muốn phái thanh luận Nitya Saddhavada, Vada đó là học thuyết hay là trường phái, chúng ta gọi đơn ra đây là trường phái âm thanh. Về chủ trương thì phái này cho rằng là âm thanh của con người vạn vật là thường còn, Nitya là thường, Saddha là âm thanh, Vada đó là trường phái. Thì đây là chủ trương của phái Mimamsa. Theo đó đó, họ nói rõ hơn, cụ thể hơn, đó là âm thanh của kinh điển, hay còn gọi là thánh giáo lượng, cụ thể là kinh điển Vệ Đà, là những bản thể thường hằng trong vũ trụ không mất đi. Đó là tiêu chuẩn để biểu hiện, thể hiện, hình thành lên mọi sự vật hiện tượng. Nếu quý vị mà có học về văn minh luận ở chương trình cao đẳng đó, gọi là Trung Quốc Phật học đó, thì quý vị sẽ nhớ cái nội dung. Đó là có một cái phái cho rằng là âm thanh là thường còn, không ạ? Và cũng trong cái môn văn minh luận đó, quý vị sẽ được học thêm một điều nữa, đó là thánh giáo lượng. Quý vị có nhớ không ạ? Nhận thức đó nó còn có bao nhiêu phương diện, quý vị nhớ không? Là qua không quên hết hả? Thứ nhất đó là trực quan, đó là nhận thức trực tiếp không thông qua sự suy luận. Thứ hai là tỷ lượng, tức là nhận thức suy luận hay là loại suy hay là quy đạp. Thứ ba đó là thánh giáo lượng, có nhớ không ạ? Đó là nhận thức chân lý dựa vào kinh điển Vệ Đà. Chữ thánh giáo đây là viết dịch thoát nghĩa của chữ Veda, Sutra. Sutra là kinh, Veda đó là Vệ Đà. Thì bây giờ đó, người ta cho rằng đó là kinh điển Vệ Đà chứa đựng các âm thanh thiêng liêng. Ví dụ chữ ôm Hán Việt mình thường phiên âm đó là án, người Ấn Độ đọc là thì khi mà Latin hóa đó, nó được viết bằng ba ký tự A, U và M, thì lúc đó người ta phải rung chấn nó bằng cái âm mũi chứ không phải âm miệng. Các đạo sĩ Ấn Độ ta làm cái này hay lắm, và các tu sĩ của Tây Tạng họ cũng có sở trường về sử dụng âm mũi. Người Mông Cổ, các cái nhạc cụ của họ và các cái giọng ca của họ đều sử dụng âm mũi, khó mà bắt chước được lắm. Khi mà sử dụng âm mũi thì cái độ mà rung chấn của nó tạo ra cái tính rất là thiêng liêng. Cái cách mà tụng kinh Tây Tạng giống vậy đó. Thì cái chữ thì sáng mơ đó, tất cả những người Ấn Độ theo đạo giáo người ta thường niệm cái chữ này, người ta mới triết lý quá A là cái gì, U là cái gì, M là cái gì. Cái đó là gọi là âm thanh thiêng liêng nhất của kinh Vệ Đà. Còn rộng hơn nữa là tất cả những gì giảng dạy trong kinh Vệ Đà nó được gọi là mặc khải bởi một đạo sĩ, được xem là Narayan, tức là quá thân của Thượng Đế. Chứ Narayan này là quá thân nha quý vị nha. Narayan là quá thân của Thượng Đế.
Đó là lý do mà kinh thánh của các tôn giáo đó nó tồn tại mà không ai dám đặt vấn đề thách đối với đó. Mặc dù phần lớn các kinh thánh tôn giáo mê tín không à, nói những cái thứ mà nó không có đúng khoa học gì hết trơn á. Nhưng mà ta cho rằng là Thượng Đế nói ra bằng những âm thanh thiêng liêng. Và âm thanh thiêng liêng đó theo cái phái Miêm Phạm Sa này đó là thượng gọn. Dù lúc đó cái thời Đức Phật thì các kinh điển Vệ Đà ba bộ đó là chưa có in thành sách. Thời cổ không có chỗ nào in thành sách á, tất cả học thuộc lòng hết. Thì cái âm thanh đó nó có ý nghĩa rất quan trọng đó. Và đó là tiêu chuẩn để biểu đạt hình thành lên các sự vật. Đối với chư thức tâm thì đó là gì? Thức á, là tạo ra cái sự tồn tại của các sự vật. Còn đây ta thay thế thức đó bằng gì? Âm thanh của kinh điển Vệ Đà hay là âm thanh của Thượng Đế. Tác phẩm Chỉ Thanh Hiển Luận Sada Bivati Vada thì cho rằng là tất cả các âm thanh đều là thường hằng, nhưng cần hội đủ các duyên thì mới hiển hiện và phát sinh. Cách đây 30 năm á, thì tôi đọc ở trên Kiến Thức Ngày Nay một cái bài dịch nói về sự thường hằng của âm thanh. Đó là giả thuyết của các nhà vật lý học. Để nói là khi mà một âm thanh được tạo ra bởi con người hay là con vật hay là trong thiên nhiên, âm thanh nó không mất đi. Nó tồn tại theo cái dạng năng lượng âm thanh, theo cách riêng của nó. Thì bằng cái giả thuyết này đó, thì những cái khoa học gia đó người ta cho rằng đó, sau này nếu mà ta chế tạo ra được một cái máy, mà cái máy này đó nó có thể thu được cái lượng âm thanh đã được phát ra, thì lúc đó người ta sẽ biết rằng là 26 thế kỷ trước ở tại núi Linh Thú Đức Phật giảng cái gì, có phải thật sự là giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Ta thu lại được mà. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy là gì? Máy điện thoại di động, nhiều cái dụng cụ khác là thâu âm thanh của mình được, thâu hình ảnh của mình được. Và khi mà mình bấm mấy cái đường link bậy bạ nha, người ta gửi quảng cáo vô mình không biết, mình bấm đại cái là gì, toàn bộ dữ liệu của mình ở trong điện thoại di động nó lấy hết. Mình nói chuyện với ai, nói cái gì, nói ở đâu, nói bao nhiêu phút, nó thâu hết 100%. Nó đưa ra cái thuật toán đám mây, không giấu được. Cho nên những người ta làm chính trị đó thì ta không bao giờ xài điện thoại thông minh mà xài điện thoại cụ bắp. Cụ bắp là nó không truy được. Còn điện thoại thông minh á thì nó có những cái thuật toán mà có những con chip, cho nên là tất cả những cái hãng lớn á, nó đều lấy dữ liệu khách hàng, toàn bộ dữ liệu của chúng ta, hình chụp ngày nào, chụp cái gì, chụp ở đâu, đi tới đâu mình không biết, nhưng mà trong máy nó ghi nhận hết. Vào ngày mấy tháng mấy mình ở địa điểm A, ở số nhà B, ở cái địa chỉ C, nó giữ hết. Thì đó là một cái học thuyết khá lý thú. Còn nó có hiện thực hay không, nó là chuyện khác. Giả thuyết mà, giả thuyết khoa học. Thì cái giả thuyết này đó, nó rất là gần với cái học thuyết là âm thanh là thường hằng của Miêm Phạm Sa. Về giải thích đó, thì quan điểm này cho rằng đó, âm thanh đó có hai. Một đó là âm thanh phát ra từ các duyên, nhưng vì bản chất nó là bất diệt. Tôi nói ví dụ giờ nè, duyên là sao? Giờ tôi lấy cái bàn tay nha, tôi sẽ chạm xuống cái bàn và tôi để cái microphone ở trên cái bàn, quý vị sẽ nghe một âm thanh như thế nào nha. Chắp một cái lớn. Nếu không có cái động tác đập bàn của tôi thì âm thanh chập đó nó không xuất hiện. Như vậy là bản chất âm thanh đó đều được hình thành bởi duyên. Nhưng mà cái mâu thuẫn á, của học thuyết này là gì? Được tạo ra duyên nhưng mà nó là thường hằng. Đang khi đó về bản chất vật lý học đó, mà Đức Phật đã nói đó nha, cái gì được cấu tạo nên, cái gì được hình thành bởi duyên, cái đó nó không thường hằng. Trường hợp thứ hai, bên thanh luận là chủ trương á, âm thanh chỉ hiện hiện tùy theo duyên, nhưng nó vốn không sinh và không diệt.
nó còn dữ dằn hơn cái kia đó. Cái kia đó là nó được sinh ra nhưng mà nó không diệt, còn âm thanh là không được sinh ra cho nên là nó không có mất đi. Thế âm thanh nó có sẵn à, giờ bây giờ mình đập cái bàn xuống cái thế này là lấy cái âm thanh có sẵn để tạo ra cái tiếng mình nghe được thôi. Cái này là quá vô lý. Thực ra một số học thuyết đại thừa chúng ta cũng vô lý như thế à. Ví dụ như là đại thừa khải tính luận đấy, cái này không có bản Sanskrit. Nhiều học giả cho rằng đó là do Trung Quốc sáng tác nha. Đó, thì cái học thuyết gọi là bản giác á. Quý vị có nhớ cái đó không? Ai học trung cấp và học cao đẳng đều đã học qua thuyết bản giác hết rồi nha. Bản á là cái gốc. Giác á là giác ngộ. Và học thuyết này cho rằng là gì? Là trong mỗi chúng sinh, bao gồm con người và các động vật, Phật tính, cái sự giác ngộ nó có sẵn à, có từ vô thủy. Thì bây giờ á, chúng ta tu tập để làm cho cái tính bản giác nó hiển lộ lên thôi, chứ không phải có một cái gì mới, không có chứng đắc một cái gì mới. Rồi từ đó mới có cái học thuyết là gì? À, Như Lai tại triền, tức là Phật mà ở trong cái sự trói buộc, là Phật ở trong cái sự luân hồi. Nó giống như cái cục vàng, cục kim cương á, nó bị quấn lại bởi những cái vật dơ, cho nên nó không có phát huy được cái tính năng. Thì cái ẩn dụ đó rất là hay, nhưng mà nếu mà đem minh họa cho cái thuyết này nó trở thành nguy hiểm. Thì đối với những cái người mà màu da đỏ ha, hay màu da đen, dù ở nước nào, họ sống rất là chân thật, họ đâu biết gì đâu, cho nên vàng đó và kim cương đó với họ không có giá trị gì hết á. Và dân tộc thiểu số da đỏ da đen đó đều nghiện rượu, cho nên á cái dân da trắng nó thông minh lắm, nó đi xâm chiếm thuộc địa và dụ dỗ những người da đen da đỏ đó bằng gì? Cho rượu. Rượu của người da đen da đỏ làm sao ngon bằng rượu Tây? Không thể ngon bằng được. Thì á, cho rượu để lấy kim cương, cho rượu để lấy vàng, mà dân da đỏ đó người ta mừng hết lớn ha, khi lấy được một bầu rượu họ mừng hết lớn, cho một túi vàng để lấy một bầu rượu. Thì đối với cái người mà không biết hệ giá trị đó thì vàng và kim cương nó trở thành là không có giá trị. Thì tương tự á, cái cục kim cương nằm dưới lòng đất mà chưa khai quật lên á, mặc dù nó quý giá nhưng mà trở thành là không có giá trị, cái đó là ai cũng chấp nhận được. Thì lấy hình ảnh đây ta bảo đó là gì? Cái bản giác, tức là cái Phật tính giác ngộ như Đức Phật nó có sẵn trong mỗi người à, không có chứa đắc cái gì mới. Cho nên đại thừa mới đưa học tức là vô sở đắc. Chúng ta chỉ quay trở về với cái uy quỷ mà mình đã có thôi, rồi mình tạm bị mất đi. Đó là học thuyết của là đại thừa khải tính luận. Thì ở đây á, nó có qua học thuyết tương tự, tức là âm thanh đó là nó vốn vị nó có sẵn à, cho nên là vô thủy. Và cái gì vô thủy đó là vô chung. Bây giờ á, nãy giờ tôi đang nói với vị là tôi mới tạo ra cái âm thanh các ngôn ngữ theo các cái ký hiệu này. Nhưng mà trước khi đến lớp tôi đâu có nói những cái câu này đâu, làm sao có âm thanh đó được. Mà gọi rằng âm thanh đó là bản hữu là không thể chấp nhận được. Cái thuyết bản giác nó có cái hay là gì? Là làm cho con người không mặc cảm tự tin mình là chúng sinh, mình là người phàm, để khai thác cái tiềm năng. Nhưng mà nó có cái dở là gì? Người ta ý lại, ô tôi có bẩm giác giác ngộ mà. À, chỉ cần lúc nào ngồi tính lại tôi cái giác ngộ, giờ chưa cần, chơi cho đã, hưởng thụ cho đã. Rồi lúc nào vô thường chết cái mất tiêu, cái cơ hội đó, cái hứa hẹn đó không diễn ra. Đó là mặt trái. Phản biện khác đó là, về phản biện á, thì các nhà du già cho rằng á, âm thanh, mặc dù là có khả năng biểu thị để tạo ra cái sự nghe, nhưng về bản chất á, là không thường còn. Bây giờ đơn giản nhất là như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật là đánh cái chuông bon. Nếu là chuông Huế thì cái độ ngân vang của nó có thể là 60 giây. Nếu là chuông Đài Loan, độ ngân vang có thể là 75 giây. Nếu là chuông ở miền Bắc, độ ngân vang đó là 30 giây. Nếu là cái chuông của thầy Nhật Từ làm ra thì độ ngân vang đó 2 giây. Tại vì mình không biết làm.
Thì cái độ ngân vang của âm thanh đó nó lệ thuộc vào cái công nghệ pha chế, bao nhiêu chất đồng, bao nhiêu chất chì, bao nhiêu vàng. Nếu bỏ vàng vô âm thanh nó nghe hay lắm. Thì đó là lý do tại sao chúng ta thấy là những lệnh đúc hồng chung ngày xưa đó, có các Phật chữ giàu có, tôi là tôi cúng một cái chiếc cà rá bỏ vào để nó tạo ra âm thanh hay á. Nhưng mà phải đúng cái công thức nha, chứ phải cứ hay bỏ vàng vô là nó hay. Các loại âm thanh khác cũng không thể là âm thanh trong tự thể vốn có đó được, cho nên nó không thể tự thường hằng được, mà nó phải hội đủ các nhân duyên. Bây giờ quý vị nghe cái tiếng bạc máy nè, tiếng sột sột này đâu ra? Do cái máy nó quay với cái tốc độ này, tốc độ thường, nếu tôi mở cái tốc độ tối đa thì cái tiếng xoạt 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 nó nhiều hơn, thì âm thanh đó được tạo ra bởi duyên. Như vậy trước khi có cái động tác quay, có microphone thì có cái âm thanh xoạt xoạt đó không? Không. Như vậy nói rằng đó là vô thể là không đúng, và đó là thường hằng không đúng. Giờ tôi bấm cái nút tắt của cái là nó còn đó không? Hết. Làm sao gọi là thường hằng được? Rồi cái phái thuận thế quậy đạo á, có tên gọi là Lokayatika. Thì phái này chủ trương á là mọi sự vật á lấy tự ngã làm tự tánh, ngoài bố tố phụ quát á thì không có tồn tại yếu tố gì hết á. Bố tố phụ quát này nó hình thành ra cái gọi là đại ngã, và đại ngã thì tồn tại trong thân và tâm và khắp mọi nơi à, nhưng mà chỉ có đời này giống có đời sau. Thì đây là với trường phái nó được gọi là gì? Di vật. Hôm trước tôi có giới thiệu hai trường phái di vật là Ajivika với lại là Chavaka. Trường phái thứ ba đó là Lokayatika à, lấy vật chất làm chính à, đất nước gió lửa là thật à, còn mọi thứ còn lại là phi thật. Vật chất chia làm hai cái, thứ nhất á, là cực phi, tức là cái vật chất nguyên ủy Paramanu à, thì bao gồm như là cha mẹ, gọi như là cha mẹ, tức là sinh ra những thứ khác à, rồi á, là cái thứ hai đó là vi thể, tức là cấp 2 đó nó được phát sinh ra à, vân vân. Thì học thuyết này nó cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà nó trở thành là quan điểm sai, cho rằng là uyên ủy tứ bộ sự hiện tượng là từ vật chất, hoặc là từ đất, từ nước, từ nước gió. Còn các nhà triết gia Lokayatika đó thì cho rằng đó là nó là tổng hòa của đất nước lửa gió. Đất lửa gió nó có hai yếu tố, yếu tố là nguyên ủy và yếu tố phát sinh à, ví dụ như là đất sét là nguyên ủy, gạch đó, và các cái dụng cụ sành sứ là phát sinh à, sắt là nguyên ủy, microphone này được tạo ra là phát sinh, gỗ là nguyên ủy, bàn ghế bằng chất liệu gỗ là phát sinh à, thì ta đưa ra lý thuyết cũng rất là hay. Nhưng mà cái sai lầm ở chỗ là gì? Vật chất có trước, vật chất là tất cả, cho nên chết là hết. Thì trong nhiều kinh Đức Phật cho rằng đây là học thuyết nguy hại cho đạo đức, nguy hại cho luật pháp, nguy hại cho lối sống, làm cho người ta trở nên thiển cận, hưởng thụ và dễ dàng vi phạm luật pháp và nhiều cái tác hại khác đối với cuộc đời. Thì đại khái thì ngoài ra còn có học thuyết là bảy luận sư ngoại đạo, quý vị về coi thêm ha. Rồi có thuyết phạm thiên, rồi thuyết thời gian, rồi thuyết phương vị, tức là phương hướng và vị trí. Thuyết bản tế là cái quy ủy tồn tại của mọi sự vật hiện tượng. Rồi thuyết tự nhiên, tức là mọi thứ này nó là tự nhiên chứ không có nhân duyên gì hết á. Rồi thuyết hư không à, mọi thứ nó giống như là hư không. À, và cuối cùng đó là thuyết về ngã, tức là cái tôi đó là nguồn gốc của mọi sự vật. Thì như vậy thì ở trong cái bài thứ tư này đó, thì các luận sư của tông Du Già đưa ra đó là 12 tà thuyết. 5 tà thuyết đại diện cho 5 trường phái triết học của Ấn Độ giáo. Và cái nhóm thứ 6 đó gồm có 7 à, thì cũng là các trường phái tôn giáo và triết học của Ấn Độ. Nhưng mà nó không có cái tầm ảnh hưởng lớn, cho nên nó gộp vô thành là một nhóm. Chứ thực ra thì về bản chất chủ trương là khác nhau hết. Thì như vậy đó, đưa ra tất cả là 13 cái học thuyết để đại diện cho 62 cái tà thuyết được Đức Phật phân tích ở trong kinh Phạm Võng. Và các nhà Du Già nêu đó ra để phủ định
cái quan điểm cho rằng là mọi sự vật hiện tượng là thường hằng. Còn trong bài thứ ba đó thì các nhà du già đã phân tích rồi, cho rằng cái tôi là thường hằng là sai. Bây giờ cho sự vật hiện tượng thường hằng cũng là sai. Và các cái sai đó nó thuộc về 13 trường phái triết học Ấn Độ, 13 giáo phái khác nhau. Thì dù có 6 cái hàng chữ cho một bài kệ thôi, thì cái nội dung chính của đó là phủ định hết tất cả những học thuyết quan trọng này. Thì chúng ta kết thúc tại đây. Quý vị về xem lại thêm cái phần này ở trong bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ để hiểu thêm chi tiết. Mặc dù bản dịch có nhiều chỗ cũng khó hiểu, vì đó do cái bản luận ngày xưa đó là vậy. Tôi giải thích như thế này thì hy vọng quý vị nắm được cái cương lĩnh về đọc thêm để nắm rõ cái cách phản biện chứng minh rằng là mọi sự vật, trong đó có con người và các cái vật thể, hữu thể và vô thể, đều không phải là thường hằng bất biến. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.